trộm 1,6 tỷ đồng của chủ, nữ ô xin về quê mua SH. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 17 tháng 11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tiến hành bắt giữ Khúc Thị Hiền, 36 tuổi và chồng là Nguyễn Tự Hào, 41 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin trên VTC News, hồi đầu tháng 10, Hiền đến làm giúp việc cho một gia đình ở quận Hai Bà Trưng thông qua trung tâm môi giới việc làm. Song chưa đầy một tháng, Hiền xin nghỉ về quê vì con ốm. Sau, Hiền lại được gia đình chủ cũ yêu cầu quay lại làm giúp việc. Trong một lần dọn dẹp, Hiền phát hiện chùm chìa khóa để trên bàn nên mở tủ lấy trộm 100 triệu đồng và 65.000 đô la Mỹ, khoảng 1,5 tỷ đồng, rồi gọi chồng xuống Hà Nội mang về quê. Theo VN Express, xong xuôi vẫn lấy lý do ốm, Hiền nghỉ việc trốn về quê. Tại đây, vợ chồng Hiền dùng tiền ăn trộm mua sắm xe máy SH, tung tin rằng có thu nhập cao nhờ buôn lợn. Đến ngày 7 tháng 11, gia đình mất trộm trình báo sự việc với công an. Sau nhiều ngày điều tra, vợ chồng Hiền, Hào đã bị phát hiện về hành vi trộm cắp. Toàn bộ số tiền bị trộm cũng đã được cơ quan điều tra thu hồi.